Cũng trong cuối tuần qua thì tại Singapore, đông đảo bà con Việt kiều, các cán bộ, học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore đã sum vầy trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại nước này để tham dự Tết cộng đồng đón xuân Bính Thân do Đại sứ quán và Ban liên lạc người Việt tại Singapore tổ chức. Ghi nhận về không khí buổi giao lưu của các phóng viên truyền hình Việt Nam tại Singapore. Theo Đại sứ Nguyễn Tiến Minh, Tết cộng đồng năm nay diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, khi nền kinh tế trong nước đang có những khởi sắc và việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp đã đem lại niềm vui, sự hứng khởi cho đông đảo bà con trong cộng đồng. Cuộc tập hợp của bà con cộng đồng năm nay diễn ra trong một bối cảnh hết sức là đặc biệt. Tình hình trong nước đang có rất nhiều các phát triển rất là tốt đẹp, kinh tế khởi sắc, phát triển mạnh mẽ vươn lên, và đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc của chúng ta vừa một thành công rất là rực rỡ và đem lại một cái niềm vui và phấn khởi rất là sâu sắc với bà con trong cộng đồng, và mọi người đều rất là tin tưởng rằng là năm nay sẽ là một cái năm rất là quyết định, là một năm mở ra một cái cơ hội mới, vận mới cho đất nước, và rất mong là nước sẽ có một cái phát triển rất là mạnh mẽ trong xuân mới. Buổi giao lưu cuối năm với các tiết mục văn nghệ cũng như các món ẩm thực truyền thống đã thực sự đem lại bầu không khí ấm áp, đoàn kết trong lòng những người Việt Nam cũng như bạn bè Singapore. Đây là lần đầu tiên mình được tham dự một cái Tết người Việt tại Singapore. Không khí ở đây mình thấy rất là đầm ấm, vui vẻ, và cộng đồng người Việt ở Singapore có vẻ rất thân thiện với nhau. Mình đã từng du học ở Nhật Bản và cũng từng tham dự những cái Tết xa quê cùng với cộng đồng người Việt ở Nhật. Tuy nhiên không khí ở Singapore có vẻ cởi mở và thân thiện hơn rất là nhiều. Không khí thật là đầm ấm mỗi lần tôi tham dự Tết cộng đồng Việt Nam. Tôi nghĩ văn hóa hai nước là rất tương đồng. Chúng ta cùng ăn Tết Nguyên đán. Mối quan hệ song phương hai nước và cộng đồng ở đây, với chủ yếu là những người Việt Nam trẻ tuổi, luôn rất tốt đẹp. Tôi thấy ngày càng nhiều hơn người Việt Nam tới đây làm việc và ngược lại. Điều này rất là đáng khích lệ. Cũng nhân dịp này, Đại sứ quán và Ban liên lạc người Việt tại Singapore đã phát động chương trình Tiếp sức Trường Sa với mong muốn kêu gọi sự hưởng ứng nhiệt tình và rộng khắp của bà con Việt kiều, đóng góp tinh thần và vật chất cho các chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa.